Thì đây là một hợp chất vô cơ nha, nó có màu xanh sáng, hình dạng là tám mặt, dễ tan trong nước nhưng lại không mùi và không cháy. Thì đối với người nuôi tôm, phèn xanh giúp cho quá trình chuyển máu và cái hô hấp trên tôm diễn ra rất là thuận lợi. Ví dụ như các bạn là không có xài đồng luôn trong cái ao nuôi tôm á, thì tôm nó sẽ tăng trưởng cũng rất là chậm, bởi vì trong máu nó không còn có đồng nữa, cái gan nó sẽ yếu đi và lúc này khả năng nhiễm dịch bệnh của nó lại rất là nhiều. Cái phèn xanh trong ao nuôi tôm còn đóng một vai trò rất là quan trọng trong quá trình đột xác và sinh sản nữa. Ngoài ra cái phèn xanh cũng được sử dụng như là một cái lô thuốc để kiểm soát tảo, thì xử lý một số bệnh trên tôm đó và diệt được cái ký sinh trùng ở trong ao. Thì đó là cái việc lợi ích của người nuôi tôm. Còn đối với người nuôi cá thì phèn xanh nó có tác dụng mà xử lý một số loại ký sinh trùng. Ngoài ra nó cũng còn xử lý được tảo và cái loại mà động vật thân mềm nữa. Vì vậy nó sẽ giúp tránh được các việc mà tích tụ bấm bẩn trong ao nuôi, đặc biệt là các bạn nào mà nuôi lồng bè á. Thì cái phèn xanh nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà điều trị bệnh thối vây nè, thối đuôi hay là mang đỏ ở cá nè, giúp sinh trưởng con cá và phát triển rất là thuận lợi. Cái công dụng lớn nhất mà mình thấy cái phèn xanh là một cái loại thuốc rất là quan trọng trong cái việc mà mình kiểm soát tảo á, thì cái việc này nó cũng ngăn ngừa được cái việc mà tảo nở hoa trong cái ao nuôi á. Ngoài ra trong đời sống, phèn xanh nó cũng còn được dùng để diệt nấm trên cái loại cam quả nè, thì còn dùng làm thuốc trừ sâu trong nông nghiệp nữa đó các bạn, ứng dụng trong chế biến mà thức ăn gia súc nè, thuốc diệt cỏ hay là cái việc mà xử lý nước thải, chất tẩy rửa nè, nói chung nhiều lắm nha các bạn. Thì đây là một số lợi ích khi sử dụng cái phèn xanh là như vậy. Tuy nhiên phèn xanh cũng có một số nhược điểm cũng như một số chú ý khi dùng, đó là nếu chúng ta mà cứ lạm dụng mà không dùng đúng liều và thường xuyên á, các bạn sử dụng thường xuyên luôn, thì nó sẽ gây ra tình trạng mất tảo, rất khó gây màu nước lại. Còn trong cái trường hợp mà các bạn dùng đồng xung phát quá liều trong cái việc mà nuôi tôm á, thì con tôm nó cũng sẽ khó đạt lắm, tôm nó sẽ dễ bị chết sau khi thả giống à. Còn trong quá trình nuôi nó cũng khiến cho tôm chậm lớn nữa. Thì mà cái trường hợp nào mà nó nhiễm độc nặng thì nó sẽ gây ra cái trường đạn mà tổn thương gan tụy của tôm nữa, rất là nguy hiểm. Một cái đáng lưu ý là cái đồng xung phát nó tồn tại trong cái ao nuôi thủy sản rất là lâu dài và không tự hủy sinh học được, thì nó có thể làm đất nó bị cằn cỗi nữa. Vì xung phát đồng nó cũng diệt hết được những cái con vi sinh vật có lợi trong cái môi trường đất của ao nuôi đó. Một cái quan trọng là khi các bạn sử dụng cái lọ hóa chất này á, các bạn nhớ phải tăng kiềm nha, tăng pH đó các bạn. Thì trước khi sử dụng các bạn phải tăng pH lên cho thiệt là cao cái đã. Còn nếu pH thấp quá thì các bạn không nên sử dụng cái lọ này. Vì nếu sử dụng cái loại này mà khi pH thấp nó sẽ gây hại cho con tôm cá, thì một phần nó sẽ làm thiếu oxy trong cá rất là nhiều. Vì lúc này trong ao sẽ không còn tảo khi các bạn sử dụng mà đồng xung phát nữa. Cái lúc này nó làm con tôm con cá nó bị stress, và đó là cái tác nhân cơ hội cho con tôm con cá nó bệnh về sau đó các bạn. Con cá nó bị stress đó, hay là con tôm đó, thì chỉ những con vi khuẩn thông thường thôi cũng làm cho con cá con tôm nó bệnh được. Thì đây là một số vấn đề lưu ý khi sử dụng phèn xanh là như vậy.